Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm mùi đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân nước trời, phút thanh hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay. Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm màu, đời con có gì dâng Chúa đâu. Giáo phận Kon Tum, giã biệt linh mục Giuse Phạm Minh Công, người tù 13 năm. Nét son nhất của cuộc đời cha cố Giuse Phạm Minh Công có thể nói đó là giai đoạn 13 năm lao tù 1975-1988. Đơn giản là linh mục thì chả ai muốn phải ăn cơm tù và gỡ lịch. Linh mục ngồi tù chỉ có ở những nơi gọi là xứ sở của thiên đường. Và xứ sở của thiên đường đã nhốt tù không ít linh mục và có cả giám mục nữa là Đức Cứu Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Cả hai đấng đều được gỡ lịch 13 năm ở trong chốn lao tù. Đức Cứu Hồng Y Francisco đã về nhà Chúa trước. Nay, linh mục Giuse Phạm Minh Công cũng 13 năm gỡ lịch, cũng khởi hành về nhà Chúa. Có lẽ trong niềm tin phó thác vào lòng thương xót Chúa, thì cha Giuse Phạm Minh Công giờ đây được vui vẻ với người đồng cảnh ngộ trước nhan Thánh Chúa. Sau 13 năm lao tù, ra khỏi nhà tù với hai bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng theo nghĩa là không chức vị, không chánh sứ, phó sứ hay phụ tá gì với một linh mục. Chỉ là một linh mục đúng nghĩa là linh mục, chứ thân phận là con số 0. Bởi lẽ sau lưng cha cố Giuse là bản lý lịch đen với hai chữ tù nhân. Thế nhưng rồi Thiên Chúa biến sự dữ thành sự lành, vẽ đường thẳng bằng những đường cong trên cuộc đời của cha cố Giuse Phạm Minh Công. Rong ruổi giữa cuộc đời với biết bao nhiêu gian lao khốn khó, dấu chân của cha cũng như hình ảnh, cung cách và tấm lòng của cha vẫn còn đâu đó. Hay nói đúng hơn là in đậm nơi các giáo xứ Duy Hòa, Chính Nghĩa, Buôn Ma Thuột, Đức An, Thánh Tâm, Phaolô, Phú Thọ, An Mỹ, Châu Khê, Hơ Neng, Vinh Sơn. Nơi chốn dừng chân đó, cha đã xây dựng các nhà thờ Phaolô, Châu Khê, Hơ Neng và tất cả còn đó và có đó cho đến ngày nay. Và rồi cha cố Giuse đã hoàn tất cuộc đời của cha vào lúc 12 giờ mùng 2 Tết Canh Tý với 85 tuổi đời và 55 năm làm linh mục. Với tất cả tâm tình, từ lúc cha cố Giuse về nhà cha, nhiều người đã lo lắng cho tang lễ của cha. Cách riêng quý cha có liên hệ và quý cha tòa giám mục Kon Tum, đặc biệt đức cha Loggio đã dâng lễ đưa chân cha cố Giuse chỉ sau vài giờ cha cố nhắm mắt. Sáng hôm nay thứ tư mùng 5 Tết, Cộng đoàn Dân Chúa đã quay quần bên linh cữu của cha cố Giuse tại ngôi thánh đường Mẹ Giáo Phận để dâng thánh lễ tạ ơn. Vì muôn vàn hồng ân Chúa đã đổ xuống trên cha, cũng như thánh lễ giã biệt cha. Cùng với đức cha Loggio Nguyễn Hùng Vị có đức cha Phêrô Trần Thanh Trung, nguyên giám mục Giáo Phận Kon Tum, cha tổng đại diện và quý cha trong cũng như ngoài giáo phận. Đức cha Loggio mời cộng đoàn dừng lại đôi chút sau khi cha Đỗ Hiệu đọc tiểu sử của cha cố Giuse Nguyễn Minh Công để nhắc điểm đặc biệt đời cha cố với 13 năm lao tù. Đức cha mời cộng đoàn cùng xin Chúa tha thứ những thiếu sót cho cha cố và cộng đoàn và xin cho cha cố mau hưởng nhan Thánh Chúa. Trong bài giảng, cha tổng đại diện là người cha rất gần với cha cố đã chia sẻ tâm tình với cộng đoàn.
dựa trên trang tin mừng quen thuộc nói về hạt lúa mì rơi xuống đất, để cha Phêrô nói về cuộc đời của cha cố Giuse. Như hạt lúa mì, cha cố đã tự hủy cuộc đời mình với hai điểm son là cho đi, cho hết và ăn ngủ sao cũng được. Kỷ niệm lại ùa về với cộng đoàn qua chất giọng bình định dễ thương của cha Tổng. Một lần kia sau khi đi xa về, cái tivi ở phòng chung bị mất, dẫu cửa phòng vẫn khóa. Hỏi ra thì cha cố Giuse đã đem cho anh chị em tâm thần. Đơn giản là cha Giuse rất thương anh chị em tâm thần, và cha nói anh chị em đó là người ngoài hành tinh. Lần nữa khi về nhà, nhà mất hai con bò vì cha Giuse đã đãi giáo dân nhân ngày mừng bổn mạng giáo xứ. Cha Sở lúc đó là cha Tổng đại diện, hỏi tại sao thì cha Phó nói là con cái của mình mà, hai con bò đó là hai con bò dự án mà cha Tổng đang nuôi. Khi về giáo xứ mới, cha cố mất tivi, hỏi ra thì đó, có ai đó lấy mất. Sau đó tìm được người lấy thì cha Giuse lại nói tại họ cần nên họ mới lấy. Và đặc biệt 13 năm lao tù, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được. Bài giảng của cha Tổng đã khôi hài dí dỏm, nhưng bên dưới nụ cười đó là nỗi đau từng đoạn. Bởi lẽ cuộc đời cha cố Giuse như hạt lúa mì rơi vào lòng đất và đã thối đi để sinh nhiều bông hạt. Trước khi kết thúc và chào từ biệt cha cố Giuse, cha Tổng mời mỗi người hãy nhìn vào gương của cha cố Giuse, để mỗi người cũng sẽ nên như hạt lúa, mục nát như cha cố Giuse. Sau lời từ biệt của cha quản miền Gia Lai, cha Tổng đại diện chủ sự nghi thức tiễn biệt cha cố Giuse. Từng đoàn người cùng nhau lặng lẽ đưa cha cố Giuse ra đến nơi an ngủ của nghỉ cuối cùng để chờ ngày phục sinh với Chúa. Đức cha Loggio lặng lẽ tiễn biệt người anh quý mến của giáo phận và hẹn gặp nhau trên nước trời. Xin cha cố Giuse Phạm Minh Công khi gần Chúa không quên chuyển cầu cho giáo phận Kon Tum, cho những ai thân quen với cha và những người còn ở lại biết sống một cuộc sống như cha đã sống, là cho đi và cho đi tất cả. Người tù 13 năm, hạt lúa mục nát, hãy nghỉ yên trong Chúa, xin đừng quên chúng con. Bài và ảnh của người dòng châu. Từ đây trái tim tràn chứa tình người, đời con sống là cho Chúa thôi. Yêu con nên Chúa gọi mời, để nên chiến y tế của người. Ôi thân con đầy yêu đuối, nhớ ơn Thánh Chúa luôn cãi hồi. Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân nước trời. Phút thanh hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay.